Bước 3, bước 4 này. Bước 4 tạo hàm gì? Tạo hàm đọc. Được chưa? Object từ gì? Từ file nhá. Chúng ta sẽ viết như sau. Public nhá. Start này. Dạ. Read gì? Object gì? Truyền vào file thôi đúng không? String này, path. Đúng chưa? Ta dùng cái gì các bạn? Object gì? In gì? Put gì? Stream. Dạ. OES bằng new. Bây giờ bạn add đầu tiên, add này vào đã. New căn cho dấu cách này. Object input stream nha. Yeah. Tiếp theo new gì? File gì? Input stream. Rồi, chấm phẩy. Các bạn để ý này, nó sẽ báo lỗi. Bây giờ các bạn phải kích chuột vào đây để nó mà add cái gì vào thì ta add đúng chưa nhỉ? Đây này. Hình như nó bảo ta đang báo lỗi là do thiếu cái này. Bây giờ nó báo lỗi này. À, thiếu một cái gì nữa các bạn? Path. Đúng không? Đấy, đến đây mới được này. Add gì đây? Đấy, vẫn thiếu này. Add phát nữa, chưa? Thiếu à? Thế thì add cho nó cái nữa. Object input stream này. Thừa một cái thì phải. Rồi đúng rồi. Được chưa? Bây giờ ta ghi thôi đúng không? Ta đọc thôi đúng không? Ta có gì? OES chấm gì? Read gì? Op gì? Op gì? Object nhỉ? Và return cái gì các bạn? Op gì? Object. Bạn phải trả về ra gì? Start ở đây. OBG sẽ bằng tuần này và import cái start vào đây đúng không? Đấy. Rồi. Return gì? O gì? Rồi. Đó. Return object. Như vậy xong.